Xin chào tất cả các bạn đang trở lại kênh livestream hàng ngày của Viện Thẩm mỹ Korea. Thì ngày hôm nay tại cơ sở số 1 đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận Nhất. Thì như các bạn đang thấy trực tiếp trên livestream này, đây là một vị khách hàng nam. Thì mình có xin chia sẻ chút xíu thông tin về vị khách hàng này. Thì anh là cũng một người hoạt động trong giới nghệ thuật. Thì mình cũng không tiện nói tên ra. Thì anh thì cũng phải thật sự là tìm hiểu về Viện Thẩm mỹ Korea với nhiều phương pháp giảm béo giảm mỡ cũng rất là lâu rồi. Thì ngày hôm nay anh mới có đủ tự tin đến và gặp chuyên gia bác sĩ thổ lộ về những vấn đề riêng của mình. Thì thật sự với mình anh thì năm nay anh vào tầm khoảng là 33 tuổi rồi. Nhưng mà anh có những vấn đề tình tình riêng như là tiểu đường và nơi vần khớp của anh có chút xíu vấn đề. Thì đó là tại sao mà hàng ngày do tính chất công việc của anh quá nhiều, anh không thể đi vận động tập thể dục được. Và càng ngày nơi khớp gối của anh có vấn đề rất là nặng và đường trong máu của anh rất là cao. Thì với phương pháp Martin Lipo này thì với anh sẽ mong muốn là hỗ trợ giúp anh giảm được khoảng từ 5 cho đến 6 cân mỡ như anh mong muốn, để thứ nhất hỗ trợ về giảm được lượng đường trong máu của anh và về vấn đề khớp gối của anh có thể được thuyên giảm và tốt hơn. Bởi vì thật sự là nếu như mà không giảm được thì theo chỉ định của bác sĩ là trong vòng 1 tháng nữa anh cũng phải đi tháo khớp. Như các bạn đang thấy là các chuyên gia bác sĩ đã đang lau đi phần ủ tê, tiếp đến là sẽ sát khuẩn môi phần bụng eo. Mỡ cái vùng bụng anh này khá là dày và khá là rắn. Thì anh ơi, không biết là mỡ của mình tăng sinh khoảng thời gian bao lâu rồi anh ha? 3 năm anh hả? 3 năm rồi. Dạ, và trong khoảng thời gian đó anh có đi tập thể dục hay sử dụng những biện pháp giảm cân nào không ạ? Anh cũng có đi tập thể dục nhưng mà không có thường xuyên nha. Tập được vài bữa rồi bỏ. Dạ, thì khi mà anh đi khám mà thì với cái tình vấn đề bệnh tình của mình là có lượng đường trong máu, kali trong máu rất là cao như vậy á, thì không biết nguyên nhân thì sao mà cái lượng đường trong máu anh tăng cao như vậy anh hả? Anh cũng hay thức khuya, với lại là thực phẩm anh ăn, anh cũng thích ăn đồ ngọt. Nam nhưng mà tại không biết sao lại thích ăn đồ ngọt. Dạ, nhưng mà phần anh cũng không có thời gian đi tập thể dục để mà nâng cao sức khỏe đúng không ạ? Thì ngày hôm nay không biết mong muốn của anh đi khi đến Viện Thẩm mỹ Korea là nhu cầu của anh muốn giảm như thế nào ạ? Thì anh có đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là phải giảm cân để tránh những cái tình trạng bệnh sau này. Dạ. Thì anh nghe cái vấn đề đó thì anh quan tâm. Dạ, không biết mình có gia đình chưa anh ha? Anh có gia đình nè. Có một bé rồi. Dạ, thì ngày hôm nay anh đi làm rồi có ai gia đình mình có biết mình đi làm ở đây không ạ? Có em. Dạ. Bữa anh đi thì cũng có bà xã anh đi theo. Bà xã anh coi trên đây nè, bà xã anh dẫn anh đến. Dạ dạ. Có chứ, bà xã anh đang đợi anh ở dưới anh hả? Đúng. Dạ, thì anh như anh được chia sẻ với các chuyên gia bác sĩ là mình có vấn đề về thêm khớp đúng không anh? Đúng rồi. Hiện giờ cũng đang uống thuốc để hỗ trợ cho phần khớp của mình không ạ? Cũng có, uống được cũng khoảng thời gian cũng lâu rồi. Dạ. Thì với độ tuổi của anh năm nay 33 mà thật sự là đối với con bệnh này nó cũng khá là, em cũng thấy tiếc cho mình anh ha. Và thì với mong muốn với sau cái điều trị Martin Lipo này, anh sẽ thuyên giảm hơn, tốt nhiều hơn về vấn đề bệnh tình riêng của mình anh nhé. Và chuyên gia bác sĩ đang cấy tinh chất nơi phần bụng eo với công nghệ Martin Lipo. Thì không biết anh có cảm thấy đau không anh hả? Không, em thấy bình thường. Dạ. Thì với công nghệ Martin Lipo này, sau khoảng chừng 2 giờ cấy tinh chất thì thứ nhất là không hoàn toàn anh có cảm giác không đau, không sưng và không tốn thời gian nghỉ dưỡng. Và về nhà sau từ 5 đến 7 ngày anh sẽ thấy hiệu quả trực tiếp của mình đào thải trực tiếp qua 3 đường đại tiểu tiện và mồ hôi. Thì với liệu trình này thì anh không cần phải ăn kiêng, chủ yếu anh hạn chế đồ ngọt, đồ béo, đồ mặn và tinh bột thịt bò, thịt heo vào chiều tối là ok rồi. Tại vì các bạn mình là sức thanh niên mà chắc chắn là cũng không mệt mỏi đâu anh nhé. Thì không biết là, nhưng mà làm vấn đề này anh cũng không cần phải kiêng cử đâu, như hồi nãy anh chia sẻ với chuyên gia là không biết làm về chuyện vợ chồng có kiêng cử hay không. Thì anh không cần phải kiêng cử gì hết anh nhé. Và để không làm gián đoạn quá trình tác động tinh chất của bác sĩ thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đang xem livestream này của Viện Thẩm mỹ Korea, và cũng xin cảm ơn sự hợp tác và chia sẻ và câu chuyện riêng của anh. Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn anh, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những livestream gần đây nhất của Viện Thẩm mỹ Korea.